mau lên, ta sắp chạm được vào bảo vật rồi. Mẹ nó, biết ngay ngươi sẽ đánh úp lão tử. Hắn ta dùng cốt thuẫn chặn lại mũi tên từ tế đàn. Lại có thêm những nắm đấm bay tới. Hắn ta dùng thanh kiếm của mình đỡ lại, nhưng đã bị những nắm đấm đánh tan. Các võ giả trở nên hỗn loạn tấn công lẫn nhau. Lúc này nếu như tiến gần Thăng Long Đàn, chắc chắn sẽ bị võ giả tầng đầu tiên liên thủ công kích, trở thành mục tiêu công kích. Bảo vật người có duyên sẽ có được, các ngươi làm bá đạo như vậy, thật không coi người khác ra gì. Các vị bằng hữu, muốn cá vượt long môn, thì đi cùng ta đi. Đã có hai tên chặn bên lại, là tiểu tử thối vừa rồi ăn to nói lớn. Tiểu tử thối, mồm mép này, cho người chết trước. Cây rìu của hắn vừa chạm tới mên đã lướt tới tấn công hắn. Hắn ta vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cái gì? Đây rốt cuộc là bảo vật đẳng cấp gì? Ngươi đừng qua đây. Mên chém tới, hắn né qua một bên những đã dẫm phải trận pháp. Từ tế đàn bắn tới một kích cắt người tên đó ra làm đôi. Hừ, giờ không ai dám cướp với ta nữa rồi chứ. Đoạn Thiên Tứ, là Đoạn Thiên Tứ, con trai trưởng Đoạn Thiên Tứ của thành chủ đại nhân. Sớm đã nghe nói tên này lúc còn nhỏ gặp được cơ duyên, gặp được một giao long chi hồn hoàn chỉnh, hóa ra là thật. Lần này hỏng rồi, có giao long chi hồn này trợ giúp, lực cản hắn tiến lên sẽ giảm sút rất nhiều. Kẻ này chịu đựng giỏi thật, bây giờ mới bạo lộ ưu thế của mình. Có điều, kẻ chịu đựng giỏi hình như không chỉ có mình hắn. Là Bất Động Thiên Vương Trung của Liệt Hoa Điện. Người này là Tông Tử Tấn của Liệt Hoa Điện. Tông mỗ nhớ các ngươi rồi, đợi chuyện này kết thúc, Tông mỗ nhất định đi thăm các ngươi. Tông thiếu, đây là hiểu lầm, là tại hạ trước đó có mắt không thấy Thái Sơn, không nhận ra Tông thiếu, mong Tông thiếu lượng thứ. Ta cũng vậy Tông thiếu, tục ngữ nói oan gia nên giải không dễ kết, Tông thiếu hà tất phải vậy. Ta khác với hai kẻ đó, không có thân phận bối cảnh gì, đến lúc đó lấy đi bao nhiêu bộ bảo vật đều sẽ bị người khác nhìn vào. Đã vậy thì một là không làm, hai là làm cho tới bến. Mở ra rồi, hắn ta đã nhanh chân bay tới tế đàn trước. Không ổn, đều là của ta rồi. Bí bảo tất cả là của ta rồi. Hắn chưa vui mừng được bao lâu, thanh kiếm đã biến thành cây gậy gỗ. Đây lẽ nào là giả sao? Đậu xanh, cái búa này, chắc không phải. Cái gì sau khi rời khôi Thăng Long Đàn, đều biến thành một khối đá tầm thường. Huyễn thuật, chúng ta đều bị lừa rồi. Không phải chứ, những thứ này đều là vật trong truyền thuyết, vậy mà lại là lừa đảo. Mau chóng qua xem. Đến đúng lúc lắm cùng lấy xem. Hắn ta cầm quyển sách lên cũng giống như những món đồ khác. Hừ, đây cũng là giả. Long Lân ở ngực cảm thấy nóng lên, lẽ nào có liên quan. Lén giấu đi, xem ra chúng ta bị lừa hết rồi. Tần tiểu thư, liên quan đến việc này, có phải cô nên có một lời giải thích không? Vị bằng hữu này nói như vậy, là có ý gì đây? Hừ, cô nói nơi này là Thăng Long Đàn, chúng ta tin tưởng không nghi ngờ, vì vậy mà tử thương nhiều người, lẽ nào cô còn muốn giả câm điếc nữa sao? Nếu không phải Tần tiểu thư nói đây là Thăng Long Đàn, chúng ta cũng không thể nào hùng hổ cắm đầu tiến vào sao? Nực cười, cứ cho không có chỉ điểm của Tần tiểu thư, nơi này có cơ duyên lớn như vậy, các người sẽ cam tâm bỏ qua sao? Chính vì chỉ điểm của Tần tiểu thư, liền đổ trách nhiệm lên đầu cô ấy, ngươi không cảm thấy quá nực cười sao? Không sai, Tần tiểu thư không hề sai, nếu còn ai dám chỉ trách cô ấy, sẽ là kẻ địch với Liệt Hỏa Điện ta. Khương gia cũng có thái độ như vậy. Chư vị quả nhiên đều là người sáng suốt, nhưng mà thiếp thân không hề nói sai, Thăng Long Đàn này đúng là có bảo vật. Ở đâu? Lẽ nào cô ta đã phát hiện rồi? Bản thân Thăng Long Đàn này chính là một kiện bảo vật, có lẽ thứ được bày trí bên trên lúc trước là ảo thuật biến thành, nhưng tạo ra Thăng Long Đàn chính là chân long chi cốt, đây chính là nguyên liệu luyện khí đến đế tôn cảnh cũng rất mong có được. Vậy nếu như có người đem được thứ này đi, vậy chẳng phải dựa vào sức lực của chúng ta là không thể nào phá được Thăng Long Đàn, nếu mạo hiểm công kích nó, sợ là sẽ dẫn đến cấm chế lớn mạnh, cho nên thiếp thân khuyên chư vị tốt nhất đừng manh động. Đúng rồi, Tần tiểu thư, xin hỏi, lúc nào mới có thể rời khỏi đây? Dù gì những bằng hữu lùi lại lúc trước, kết cục cô cũng nhìn thấy rồi. Bảo vật trên Long Đàn một khi biến mất, cấm chế liền mất đi tác dụng, các vị hiện giờ có thể rời đi rồi. Đương nhiên, mọi người cũng có thể lựa chọn lưu lại, Thăng Long Đàn này qua nửa giờ nữa sẽ chìm xuống lòng đất, rơi vào trong hư không, điểm lợi khi tu luyện, ở nơi này chắc rằng các vị đều đã rõ. Đa tạ Tần tiểu thư chỉ điểm, lấy việc lúc trước làm bài học, ta không muốn bị huyền quang của Thăng Long Đàn giết chết, ta vẫn là ở lại tu luyện vậy. Tiểu thư, mọi người yên tâm đi, xem ra cô ta nói là sự thật, chúng ta cũng đi thôi. Quả nhiên, Thăng Long Đàn bắt đầu chìm xuống. Đáng tiếc quá, nửa giờ sao lại nhanh vậy chứ, tu luyện ở đây bằng 10 ngày tu luyện khổ sở của ta ở bên ngoài. Vẫn là nhanh chóng tìm cửa vào tầng 2 thôi. Tần tiểu thư có ý gì vậy? Bám theo cả đường, lẽ nào cho rằng ta không phát giác ra? Các hạ đừng trách, thiếp thân không phải có ý bám đuôi, chỉ là tốc độ của các hạ quá nhanh, thuyền này của Tần gia lại có chút đuổi không kịp, cho nên mới theo sau cả đường. Ý của Tần tiểu thư là tìm ta có việc, coi là vậy. Ta và Tần tiểu thư không quen biết, không biết cô tìm ta có việc gì. Thực ra cũng không có gì, chỉ là thiếp thân có một vấn đề muốn hỏi các hạ, xin hỏi quý tính của các hạ. Chỉ là vấn đề này, ta họ Dương, đương nhiên không phải. Xin hỏi Dương huynh, ở trên Thăng Long Đàn kia, thật sự không có bảo vật sao? Tần tiểu thư sao lại hỏi như vậy? Ý của Tần tiểu thư là, lẽ nào nói 10 mấy kiện bảo vật trên Thăng Long Đàn không hoàn toàn là huyễn thuật? Ha ha, thiếp thân cũng không dám khẳng định, chỉ là tùy ý hỏi mà thôi, lúc đó cũng chỉ có 3 người Dương huynh, Đoạn huynh và Tông huynh ở gần Thăng Long Đàn, 10 mấy kiện đồ trên đó cũng chỉ có 3 người kiểm tra. Dù gì ta cũng không thấy bảo vật, hơn nữa theo ta quan sát, 2 vị kia cũng không kiếm được lời gì. Nếu như Tần tiểu thư muốn hỏi cũng đã hỏi xong rồi, không còn việc gì khác, vậy tại hạ xin cáo từ. Dương huynh đợi đã, lại có chuyện gì nữa? Dương huynh bớt giận, thiếp thân là muốn hỏi. Dương huynh tiếp theo là muốn đến đường vào tầng 2 đúng không? Dương huynh biết cửa vào ở đâu không? Tần tiểu thư biết cửa vào ở đâu? Quần sơn chi tiền, phiêu diêu vân đỉnh, sơn giản thanh tuyền, quang trụ hiển hiện. Quần sơn chi tiền, phiêu diêu vân đỉnh, sơn giản thanh tuyền, quang trụ hiển hiện. Đúng vậy, ngũ sắc quang trụ ở nơi cửa vào đó mặc dù nối liền trời đất, nhưng nếu như không tìm đúng chỗ thì không thể nào phát hiện được, cho dù là đi ngang qua cũng có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ. Đây cũng là do cô đọc được trong điển tích. Tần tiểu thư quả nhiên đọc nhiều sách vở, học thức uyên thâm. Dương huynh đã quá khen rồi, thiếp thân chỉ là thích xem một số thứ linh tinh mà thôi, không tính là tài giỏi gì. Thực ra thiếp thân cũng muốn đi tìm cửa vào tầng 2, nếu như Dương huynh không để ý, vậy đồng hành cùng ta thế nào hả? Có thuyền lâu này, đúng là có thể tiết kiệm được lượng lớn tinh lực, nhưng mà một mình ta độc hành đã quen, cho nên ý tốt của Tần tiểu thư, tại hạ xin ghi nhận. Nếu là vậy, vậy thiếp thân cũng không làm phiền Dương huynh nữa, chúc Dương huynh may mắn. Cô cũng vậy, cáo tử. Không biết thức thời, chỉ là hắn hành sự cẩn thận mà thôi, sao lại gọi là không biết thức thời chứ, ta lại cảm thấy lựa chọn này của hắn mới là chính xác. Đó là tiểu thư người lòng dạ nhân hậu. Đúng rồi tiểu thư, vì sao lúc trước người lại hỏi hắn như vậy, bảo vật trên Thăng Long Đàn lẽ nào đều không phải là giả sao? Có lẽ là vậy, nhưng mà, có chút khác với những thứ ta đọc trong sách, tình hình cụ thể ta cũng không biết là sao. Ở một nơi nào đó trong ngũ sắc bảo tháp tầng 1. Tiểu Bức ngươi tìm mau lên, tìm được cửa vào ta sẽ cho ngươi ăn đồ ngon. Bên này, Tiểu Ngân ngươi mau bám theo, đừng chậm chạp như vậy. Cửa vào này cũng không khó tìm nhỉ, ta chắc chắn là người đầu tiên, he he. Đúng rồi, xem thử Dương đại ca đang ở đâu. Thật đáng ghét mà, ở nơi quỷ quái này, âm châu lại không có tác dụng, là do thiên địa pháp tắc quá tàn tạ sao? Thôi vậy, Dương đại ca chắc chắn cũng sẽ đến đây, Tiểu Bức, ngươi đợi ở đây đi, thấy Dương đại ca thì đưa huynh ấy đến tầng 2 tìm ta. Cảnh chuyển tới ngũ sắc bảo tháp tầng 3. Chính là ở đây rồi, cảm ngộ pháp tác chi lực ở đây vậy. 5 ngày sau đó, Dương huynh quả nhiên tài giỏi, lại thoải mái đối phó với lũ này, không chút tổn hại, Triệu mỗ bội phục. Đúng vậy, thiết tí thần nghe hơi dài hơn chút này khiến ta và Triệu huynh lúc trước suýt thì bị thương nặng, không ngờ rằng đến Dương huynh lại quay vòng với nó lâu như vậy. 2 vị đã quá khen rồi, tại hạ chẳng qua là thân pháp linh hoạt hơn chút mà thôi, nó mặc dù sức lớn vô cùng, chỉ cần không cuốn lấy nó tự nhiên sẽ không làm gì được ta. Đến nay 4 con này đã chết, chúng ta vẫn là xử lý chúng đi, tinh huyết, bộ lông, răng của thiết tí thân ngây đều là nguyên liệu không tồi, không thể để lãng phí được. Đúng thế, nhất là lông của chúng, nếu như dùng để luyện chế bí bảo phòng ngự thì rất thích hợp. Vậy thì hiện giờ chỉ còn lại kim tinh thảo kia nữa thôi, cũng không biết có bao nhiêu cây, mong là số lượng không ít mới được. Tiến vào xem là biết thôi. Chật chật có 13 cây à, không dễ phân. Nếu là 13 cây, vậy chúng ta 3 người mỗi người lấy 4 cây, còn lại 1 cây, đổi thành nguyên tinh tương ứng, ta ra 5.000 nguyên tinh bồi thường cho 2 vị thế nào hả? 5.000 nguyên tinh. Dương huynh ý hay lắm, cứ làm như vậy đi. Chuyến này hợp tác vui vẻ, hy vọng sẽ có lúc lại được hợp tác với Dương huynh. Dương huynh có duyên tái ngộ. Lại nói, hai vị không đi tìm cửa vào tầng 2 sao? Đương nhiên là phải đi rồi, nhưng mà đại chiến lúc trước, Triệu Mỗ đã tiêu hao không ít, muốn nghỉ ngơi hồi phục ở đây. Nếu là chuyện này, vậy tại hạ xin cáo từ. Hắn có lẽ đã đi xa rồi chứ? Thời gian dài như vậy rồi, hắn lẽ nào vẫn còn canh ở phụ cận? Triệu huynh, vừa rồi vì sao huynh không cho ta hành động? Kim tinh thảo có mà có được, cứ vậy mà để hắn lấy 5 cây. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ ra giá của hắn, trên người có lẽ mang theo không ít nguyên tinh, nếu như giết chết hắn. Ngươi nghĩ hai chúng ta liên thủ, sẽ là đối thủ của hắn chắc? Sao hả? Mặc dù hắn biểu hiện không tồi, cũng giấu đi thực lực, nhưng hai người chúng ta lẽ nào không phải, lấy 2 đấu 1, còn sợ hắn chắc? Đó là ngươi không biết độ đáng sợ của hắn. Còn nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi, ta là từ Thăng Long Đàn qua đây không? Khi đó ta tận mắt thấy người này một đao giết chết khuê sát của Hóa Huyết Môn. Không sai, có thể một đao giết chết khuê sát, cho dù ngươi và ta liên thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thì ra là vậy, may mà Tôn huynh nhắc nhở kịp thời, nếu không lật mặt với người đó. Thôi vậy, không nói cái này nữa, may mà người này kiến thức hạn hẹp, đến Kim Tinh Thảo dùng làm gì cũng không biết, còn có ý muốn tìm chúng ta để thăm dò, thật đúng là thú vị. Đúng thế, người này thật kỳ lạ, thực lực lại mạnh đến vậy, sao đến Kim Tinh Thảo cũng chưa từng nghe nói chứ? Vậy chẳng phải càng tốt hơn sao, tiện nghi cho hai chúng ta, hắn nếu như không biết Kim Tinh Thảo, vậy tự nhiên cũng sẽ không biết, Kim Tinh Thảo chỉ sinh trưởng ở nơi khoáng vật quý hiếm tụ tập. Đến nay hắn đã đi xa rồi, việc không nên chậm trễ, chúng ta mau ra tay đi, lỡ như tìm được khoáng vật đế cấp, vậy chúng ta thật sẽ phát tài đấy. Đế cấp khoáng vật nào có dễ tìm như vậy chứ, nghe đồn chỉ có trong tinh hải mới có thể thấy được đế cấp khoáng vật thôi. Bảo tháp tầng 1 có thể có khoáng vật đạo nguyên cấp, ta đã rất thỏa mãn rồi. Quả nhiên có ý đồ. Nửa ngày sau đó, xúi quẩy thật, lãng phí toi công sức nửa ngày. Đúng thế, ai mà ngờ được tình hình lại như này, nếu sớm biết thì đã rời đi luôn. Bỏ đi, chuyện gì xảy ra cũng có thời điểm, không thể cưỡng cầu, chúng ta vẫn nên mau chóng đi tìm lối vào tầng thứ 2 đi. Mên vẫn âm thầm đứng quan sát hai tên đó. Chuyện gì thế? Từ cuộc trò chuyện của hai người này, động huyệt dưới đất chắc chắn có đồ tốt, nhưng vừa nghe ý trong lời nói của bọn họ, hình như cũng không nói dưới đất không có lợi gì. Xuống dưới xem, đây là... Thì ra là thế, chả trách hai người đó nói như vậy. Khoáng thạch lớn như vậy, hai người đó không mang đi được, vì thế lực bất tòng tâm. Ha, ngược lại lại hời cho mình. Bây giờ pháp thân tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, chính là lúc cần hấp thụ luyện hóa lượng lớn tài nguyên. Tảng khoáng thạch này có thể trở thành tài nguyên để hắn mạnh hơn. Thu nó vào trong tiểu huyền giới trước đã. Xử lý xong rồi. Không ngờ được, cũng tốn sức thật. Cũng không biết đã di chuyển đến tiểu huyền giới thành công chưa. Mình phải đi xác nhận trước đã. Hình như pháp thân nhỏ lại rồi. Theo tốc độ như này, ngắn thì nửa năm, dài thì 1 năm, pháp thân sẽ không bị gò bó vì hành động bất tiện nữa. Mình cũng phải gắng sức, mau chóng tìm được lối vào tầng 2. Phía này. 7 ngày sau đó. Nơi này núi non trùng điệp, mây mù bốc hơi, rất hợp với hai câu đầu mà Thái Ngọc đã nói. Thứ gì? Thú cưng của tiểu thất đã bị Mên tấn công. Nó bay tới mắng Mên. Hình như là không có ác ý với mình. Đây là cái gì? Cho ta. Vậy mà lại là tiểu thất. Xem ra, thực sự không tìm nhầm nơi. Tiểu thất nha đầu này vậy mà lại tiến vào tầng 2 trước mình lâu như thế. Thực lợi hại. Đi trước dẫn đường đi. Vị bằng hữu này xin dừng bước. Sơ suất rồi. Chỉ chú ý kinh ngạc với con rơi biết bay độn thổ này. Vậy mà không chú ý đến gần đây có 6 võ giả hư vương cảnh. Có chuyện gì? Phí lời, nếu không có chuyện thì gọi ngươi làm gì? Không được vô lễ. Vị bằng hữu này, tại hạ là Ninh Viễn Thành, thiếu cung chủ của Phi Thánh Cung. Không biết xưng hô với bằng hữu thế nào. Có chuyện thì nói đi, không cần phải tỏ ra thân thiết. Nếu đã như vậy, vậy thì tại hạ đi thẳng vào vấn đề. Con tiểu thú vừa rồi hình như là đưa gì đó cho các hạ. Đó là thứ gì? Có liên quan gì đến ngươi sao? Chắc là coi ngọc giản thành bảo vật gì rồi, thấy tiền mờ mắt. Tiểu tử to gan. Thiếu cung chủ hỏi ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời là được, làm gì có tư cách hỏi lại. Là thế này, tại hạ có hứng thú đối với tiểu thú của ngươi. Không biết các hạ có thế nhường lại, tại hạ nguyện ý ra. Hôm nay ánh nắng gay gắt quá, hay là các ngươi tìm chỗ râm mát đợi lát. bằng hữu xem ra là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bắt hắn cho ta. Nếu ngươi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lên, bắt hắn cho ta. Con rơi tiến tới. Dùng sóng âm của nó khiến bọn chúng choáng váng đầu óc. Con thú nhỏ đó hình như có thể tìm được bảo vật trong thiên địa, bây giờ đúng lúc, chúng ta cần dùng đến. Cướp con thú nhỏ đó về tay, giết hắn đi, người đâu? Hồi thiếu cung chủ, bọn chúng đột nhiên biến mất. Thiếu cung chủ, mau đến xem, đây hình như là lối vào tầng thứ hai. Lối vào tầng 2 đó, là cột sáng ngũ sắc kết nối trời đất này sao, rõ ràng như vậy. Ngươi coi bổn thiếu chủ ta mù chắc, ở đây làm gì có gì, ý. Lối vào này hình như phải đứng ở vị trí đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Thiếu cung chủ, con thú nhỏ đó nói không chừng còn biết tìm lối vào. Vậy thì bổn thiếu chủ càng muốn có được. Đi, rõ. Tầng thứ 2 này ngoại trừ nguy hiểm nhiều hơn tầng thứ nhất ra thì hình như cũng chả khác gì. Linh khí thiên địa cực kỳ mỏng manh, pháp tắc cực kỳ vỡ nát. May mà có con rơi biết bay độn thổ này, trên đường đi tránh được nhiều nguy hiểm. Sao cứ cảm thấy quái quái? Hả, sao nó bay nhanh vậy? Mình cố gắng theo kịp tốc độ của nó. Đột nhiên nó kêu lên. Sao thế? Cả cơ thể mình đang bị hút xuống bên dưới. Dưới đáy này có lực hút khủng bố, vậy mà không thể giãy giụa thoát ra được. Sợ là gặp phải cấm chế mạnh mẽ, mình và con rơi kia không hề phát giác ra. Theo tốc độ rơi như này, cho dù thân xác của mình có kiên cố, thì cũng tuyệt đối ngã xuống tan xương nát thịt. Tiếng kêu con rơi của tiểu thất phải cứu nó. Không hề nhìn rõ được, chỉ có thể dùng thần thức, tìm thấy rồi. Kim huyết ti, con rơi sợ hãi không ngừng kêu lên. Nguy rồi. Đến đây rồi. Mên lấy ra tiểu huyền giới, con rơi thì túm chặt tóc Mên không buông. Ngươi ở trong này đi, ta ra ngoài xem. Mên vừa bay ra ngoài đã bị ép nằm úp mặt xuống đất. Trường trọng lực tự nhiên. Trường trọng lực tự nhiên mạnh như vậy, chưa từng nghe nói đến trong tinh vực. Khoảng cách cao như vậy, nếu không thể bay, thì không thể lên trên. Không phải chứ. Sẽ không bị vây khốn ở nơi quỷ quái này chứ. Không đúng, linh khí ở đây cực kỳ nồng đậm, thậm chí có hiện tượng linh khí hóa thành sợi. Việc bất bình thường chắc chắn có điều ảo diệu từ lúc tiến vào bảo tháp đến giờ. Linh khí thiên địa cực kỳ mỏng manh. Ở đây lại vừa khéo ngược lại. Dưới đất này, lẽ nào có bảo vật gì? Lòng đất này, lẽ nào có bảo vật gì đó? Để ta phá ra xem thử. Miên Hóa Long dùng thánh nguyên một kích giáng mạnh xuống đất. Cứng như vậy, hơn nữa mặt đất lại tự động khôi phục bình thường. Vậy thì ta càng chắc chắn, dưới lòng đất này tuyệt đối có bảo vật, bùn đất bình thường căn bản không thể nào có khả năng tự mình khôi phục. Nhưng mà vậy thì phiền phức rồi. Đến kim huyết ti của ta cũng không thể đào ra được, thì căn bản không thể lấy được bảo vật dưới đất đi. Nhưng nếu không lấy bảo vật đó đi, dựa vào trạng thái hiện giờ của ta, đến mặt đất cũng không thể phá ra. Nếu như tiểu tiểu ở đây thì tốt biết bao. Đợi đã, phi thiên độn địa bức. Nếu tên tiểu thủ kia là phi thiên độn địa bức, vậy thì chắc chắn biết đào đất, nếu như có thể mượn sức mạnh của nó. Mên mang tiểu huyền giới thả con rơi ra bên ngoài. Yên tâm đi, một khi ta cảm thấy không ổn, sẽ lập tức thu ngươi lại. Nó bắt đầu độn thổ xuống đất, trông cậy vào ngươi đấy, nếu như cảm thấy tình hình không ổn thì lập tức lên ngay, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Đã 1 giờ rồi, sao nó vẫn chưa quay lại chứ? Chắc không phải lấy trứng trọi đá một đi không trở lại chứ? Cuối cùng cũng về rồi, vừa hay chúng ta đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nơi nào đó trong huyền giới châu, vất vả rồi. Có thu hoạch gì không? Nó nhả ra cho Mên một hòn đất. Đây là trọng thổ. Chật, nặng quá. Trọng thổ, nhược thủy, hai thứ này đều là nặng vô cùng. Viên nhược thủy châu kia của tiểu thất chính là dùng nhược thủy luyện chế thành, mà trọng thổ chính là sự tồn tại giống như nhược thủy. Chẳng trách, nơi này lại xuất hiện loại trường trọng lực tự nhiên thế này, thì ra là do nó à. Lần này thì tốt rồi, có thứ này không cần biết chỉ là bí bảo gì, cần thêm vào chút trọng thổ, đều có thể tăng thêm trọng lượng. Vô cùng kiên cố. Hơn nữa, nếu như dùng trọng thổ luyện chế thành lò luyện đan hoặc là lò luyện khí, vậy thì khi luyện đan hoặc luyện khí còn có thể tăng thêm tỷ lệ thành công. Ngoài ra, bởi vì linh tính nồng hậu và thổ hơi thở thổ thuộc tính của trọng thổ, nếu như trồng linh vật trên trọng thổ, có thể rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của linh vật đó rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, trọng thổ chính là bảo vật chí cao trong thổ thuộc tính ở một số trình độ nào đó, nó so với Thái Dương chân tinh còn đáng quý hơn, xứng ngang với ôn thần liên. Nơi thung lũng sâu thẳm này nhất định còn có nhiều trọng thổ hơn. Rơi nhỏ đang ăn đan dược của men hồi phục sức lực. Có muốn thêm linh đan không? Ở đây ta còn rất nhiều. Nó giơ tay lên, đương nhiên là muốn rồi. Tốt lắm, giúp ta xuống lòng đất lấy thứ này, linh đan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hai mắt nó tròn xoe nhìn những bình đan dược. 5 ngày sau trong Huyền Giới Châu, cùng với trọng thổ không ngừng bị đào lên mang vào Huyền Giới Châu, trường trọng lực của thung lũng có lẽ cũng sẽ biến mất. Trừ đi khối để tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm kia, còn lại đều chôn trong vườn thuốc. He he, xem ra thì ta sẽ có vườn thuốc nghịch thiên rồi. Trong ngũ sắc bảo tháp này, đúng thật là một khối thượng cổ chi địa. He he, lần này thu hoạch được không ít. Cũng tạm được rồi, tiểu thú kia hiện giờ vẫn đang bận rộn ở bên ngoài, đã đến lúc đón nó về rồi. Quả nhiên, hiện giờ trường trọng lực của thung lũng đã yếu đến mức gần như không còn nữa, dù gì trọng thổ đến nay cơ bản đã bị đào sạch rồi. Nhưng mà, nó lại chạy đi đâu rồi? Thôi vậy, đợi nó chơi chán rồi, tự nhiên sẽ về thôi. Hừ, tài sản của người chết, tự nhiên không thể bỏ qua. Cả một đường vậy mà lại thu hoạch được hơn 50 nhẫn không gian. Hơn nữa, tài phú trong nhẫn của mỗi người đều rất phong phú, không chỉ có lượng nguyên tinh lớn, còn có một số bí bảo, linh đan. Cuối cùng ngươi cũng về rồi. Hử, ngươi lại mang thứ gì về vậy? Ồ, ngươi lại mang đến thứ gì tốt cho ta thế? Đây là Địa Mạch Châu. Vậy mà lại có nhiều Địa Mạch Châu như vậy. Hơn nữa đẳng cấp của 4 viên Địa Mạch Châu này còn cao hơn cả Địa Mạch Châu năm đó lấy từ Tử Tinh Bảo Khố nữa. Cho dù là số lượng năng lượng tích trữ hay là độ tinh khiết thì cũng đều vượt xa viên ở Tử Tinh. Chả trách linh khí thiên địa ở đây lại nồng đậm như vậy. Thì ra là bởi vì có những Địa Mạch Châu này. Nói như vậy thì, sự tồn tại của trùng thổ, sợ cũng là nguồn gốc hình thành nên Địa Mạch Châu. Trường trọng lực tự nhiên đó đã hội tụ thiên địa linh khí du đãng xung quanh vào trong đáy cốc, tích lũy qua 5 tháng, đã sản sinh ra Địa Mạch Châu. Có nhiều Địa Mạch Châu như này, thì dược viên trong tiểu huyền giới có thể nói là dược viên tốt nhất trong tinh giới rồi. Không có trọng thổ và Địa Mạch Châu, bên dưới hẻm núi cũng sẽ có môi trường giống ở các nơi khác, linh khí thiên địa cực kỳ mỏng manh, không thích hợp ở lại lâu. Bên dùng thánh nguyên bay trở lại bên trên. 3 ngày sau đó, bằng hữu ngươi tự ra đây hay là cần ta ra tay ép ngươi xuất hiện? Hồ đồ! Kim huyết ti của men đã khiến một người hiện thân, cơ thể ông ta đầy những vết thương tích. Lần này mất mặt rồi, mình còn tưởng rằng có người ẩn náu ở đây muốn đánh lén mình. Ngại quá, hình như có chút hiểu nhầm, bằng hữu chớ trách tội. Ngươi tiếp tục trị thương cho tốt, tại hạ cáo từ trước. Nước mắt cá sấu, giả vờ đau thương. Ngươi không phải là đến lấy mạng của ta sao? Vậy thì mau chóng ra tay đi. Bằng hữu hiểu nhầm rồi, ta lại không quen biết ngươi, tại sao lại phải lấy mạng ngươi? Đây là đan dược trị thương, chắc là có thể xoa dịu tình hình của ngươi. Chậm đã, mặc dù nói ta ra tay hủy đi chỗ ẩn náu của ngươi, nhưng ngươi đổi một nơi khác là được, ta cũng đền cho ngươi một bình dược trị thương rồi, ngươi còn muốn thế nào? Ta không phải muốn nói điều này, ngươi muốn có đạo nguyên quả không? Cái gì? Ngươi nói đạo nguyên quả, ngươi có được rồi. Thiên Võ Thánh Địa lần này đã bỏ 3 đạo nguyên quả vào trong bảo tháp ngũ sắc, Trương Mỗ may mắn có được một quả trong số đó. Bằng hữu cũng không cần có tâm tư gì khác, cho dù ngươi có giết ta, cũng không thể có được đạo nguyên quả đó đâu, trước khi trị thương, ta đã giấu nó ở một nơi an toàn rồi. Ta giết ngươi làm cái gì, cũng không nói trước được. Bằng hữu trông thì không giống kẻ đại gian đại ác, nếu không vừa rồi cũng sẽ không thoải mái mà rời đi. Nhưng, đạo nguyên quả chân quý dị thường, đặc biệt đối với những người như ngươi, ta lại không dám bảo đảm có bảo vật mà ngươi vẫn có thể tha cho ta một mạng. Ngươi nói có lý, có điều, ngươi chủ động gọi ta lại nói cho ta chuyện về đạo nguyên quả, là muốn làm gì? Đương nhiên là muốn tặng đạo nguyên quả cho bằng hữu. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi sắp chết, thì lời nói đều là thật, ta hà tất phải nói đùa với ngươi chuyện này. Ta thấy ngươi cũng không phải là người giống như sắp chết mà. Trước đó để chạy thoát thân, ta đã đốt sạch 8 thành huyết tinh, cho dù có thể sống được, tu vi cũng sẽ tụt dốc. Càng huống hồ, ta còn chúng phải kịch độc, đến thức hải cũng bị nhiễm rồi. Thương thế như này, cho dù không có ai đến quấy nhiễu hắn, thì cũng không sống được quá 2 ngày. Nếu như ngươi chỉ là thân xác bị trúng độc, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi, nhưng ngay cả thức hải cũng bị nhiễm rồi, ta cũng bất lực. Trương Mỗ đã có chuẩn bị tâm lý rồi, bằng hữu không cần để ý. Ta và ngươi không quen không biết, ngươi chết hay sống không liên quan gì đến ta. Có điều, ngươi nói muốn tặng đạo nguyên quả cho ta, chắc chắn là có chuyện muốn cầu xin, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Bằng hữu quả nhiên là người thông minh, thời gian không còn nhiều nữa, ta nói thẳng vậy. Ta là chủ nhân của Trương Gia ở Phong Lâm Thành, Trương Cao Hiên. Trương gia ở Phong Lâm Thành, mặc dù không tính là đại thế gia gì, nhưng tốt xấu gì cũng thịnh vượng mấy trăm năm, sau khi ngươi ra ngoài, hơi nghe ngóng là có thể biết được vị trí của Trương gia. Ta có thể cho ngươi biết vị trí của đạo nguyên quả, sau khi ngươi lấy được đạo nguyên quả, cho dù lúc nào đó tìm người luyện thành đan thì cũng phải cho hậu nhân của Trương gia ta một viên. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, ta đồng ý, có điều, ngươi không sợ ta không giữ chữ tín sao? Sợ thì làm sao? Mệnh ta không còn lâu nữa, vì thế ta cũng cược một ván, đáng tiếc trên người ta không còn khế ước thần hồn nữa, nếu không thì cũng không sợ gì cả. Ngươi có cần ta thề không? Thôi đi, thứ lời thề này. Ha ha, ta cũng thực không còn cách nào khác, hơn nữa xem tâm tính của bằng hữu cũng không tệ, vì thế mới làm như vậy. Ngoài ra, sau khi bằng hữu ra ngoài, ta muốn mời bằng hữu trấn thủ Trương gia 10 năm. 10 năm. Bằng hữu miệng lớn quá đấy, nói thực, không có đạo nguyên quả, ta cũng có thể tấn thăng, vì thế thứ này cũng không có sức hấp dẫn lắm đối với ta. Bằng hữu khẩu khí lớn đấy, nếu đã như thế, thì 3 năm đi. Đây không phải là vấn đề 3 hay 10 năm, mà là ta không muốn bị thời gian trói buộc. Bởi vì ta cũng không nói trước được ta sẽ ở lại Phong Lâm Thành bao lâu, lỡ như có chuyện gì phải rời khỏi Phong Lâm Thành, há chẳng phải là phá ước định, khiến cho ta áy náy cả đời. Đây, ngươi ở đây mặc cả với ta, cho thấy ngươi thật sự muốn làm giao dịch này. Xem ra Trương Mỗ quả nhiên không nhìn nhầm, bằng hữu chắc là người giữ chữ tín. Thế này đi, ta có thể đồng ý với ngươi, trong thời gian ta ở Phong Lâm Thành, dưới điều kiện trong khả năng cho phép, có thể giúp đỡ Trương gia ngươi 3 lần. Được, theo như lời ngươi nói đi, 3 lần thì 3 lần, ta cần ngươi mang tin tức về cho Trương gia ta. Tất cả nhờ cả vào bằng hữu rồi. Vị trí của đạo nguyên quả, có nhìn thấy ngọn núi đối diện không? Đạo nguyên quả ở đó, vị trí cụ thể. Nên ghi nhớ vị trí cụ thể và cấm chế ông ấy để lại. Trương Cao Hiên này cũng cẩn thận thật đấy. Không những giấu đạo nguyên quả ở đây mà còn bày bố cấm chế còn cần đến máu của hắn làm vật dẫn mới có thể khai khởi an toàn. Cũng may trước khi chết hắn đã giao cho mình nhẫn không gian của hắn và phương pháp phá giải cấm chế. Cấm chế của ông ta đã được men phá giải. Chính là cái này rồi. Đạo nguyên quả này khô héo, cũng chả biết là hái xuống bao lâu rồi, dược hiệu đã mất một ít rồi. Thiên võ thánh địa, cũng keo kiệt thật. Dương đại ca, tiểu thất. Ảo giác sao? Dương đại ca, bên này. Bí thuật ẩn nấp tiểu thất tu luyện quả nhiên không giống bình thường. Tiểu thất, cô trốn ở đây làm gì? Tiểu thất ra hiệu bảo men giữ im lặng. Ngươi nhìn đi. Bọn họ đang làm gì thế? Ta cũng không rõ, hình như là phát hiện ra cấm chế gì đó, bọn họ muốn hợp sức phá giải. Ồ, có cấm chế vậy còn không phải là có bảo vật sao? Thế sao cô lại không đến góp vui? Ta cảm thấy không đúng lắm, trong cấm chế khả năng không phải là bảo vật gì. Không phải bảo vật thì là gì? Ta cũng không biết mà, vì thế mới đang ở đây nhìn nó. Rốt cuộc là cấm chế như nào mà lại cần nhiều hư vương cảnh hợp sức mới có thể phá giải? Cô cảm thấy chỗ nào không đúng? Không nói rõ được, càng đến gần bên đó hơn thì trong lòng lại càng hoảng loạn, hình như giống với có nguy hiểm gì đó. Hơn nữa, rơi nhỏ cũng có cảm giác như vậy. Nếu một người một thú cùng có cảm giác này, vậy chắc không sai được đâu. Có điều, nấp một nơi xem kịch không chỉ có hai người chúng ta. Ở gần đây có không ít võ giả đang ẩn náu, có người thi triển bí thuật, có người thu liếm khí tức, có người ẩn nấp trong hư không. Thú vị. Phong ấn thập tự liệt diễm. Cô biết sao? Đã từng nhìn thấy trong điển tịch, có điều là thủ pháp phong ấn rất cổ xưa. Nguyên lý của loại phong ấn này rất đơn giản, nhưng phải cần thực lực cường đại phụ trợ mới có thể làm được, cũng không biết bên dưới phong ấn cái gì. Chư vị gắng sức lên, sắp phá giải được cấm chế rồi, bảo vật sắp hiện thế rồi. Một tiếng nổ vang trời. Cấm chế bị phá giải rồi. Cấm chế bị phá, trước mắt xuất hiện một cái hố lớn. Bảo vật là của ta rồi. Cút ra, bảo vật là của ta, không ai được cướp. Đã đánh được một lúc rồi. Ở đây náo nhiệt thật. Là ngươi, ngươi chết vì tiền tài, chim chết vì mồi ngon, tội gì phải thế, chính là kẻ lừa đảo đó. Là tên lừa gạt kia, đừng kích động, xem xét đã. Huynh đài, ngươi bị thương rất nặng đấy, lão tiên sinh cứu ta. Cứu người một mạng hơn xây 7 tháp phù đồ. Vết thương đứt tay này nếu như không xử lý cẩn thận, ngày sau cả đời đều sẽ bị tàn phế. May mà lão hủ có một viên linh đan tổ truyền, có thể thay xương thay thịt, cứu sống người chết. Ta mua, cần bao nhiêu nguyên tinh? Không đắt, đưa nhẫn không gian của ngươi cho ta là được. Ngủ đi, Ngủ đi, cứ yên tâm ngủ một giấc. Sau khi tỉnh thì không có việc gì nữa đâu. Nhẫn không gian lão phu nhận lấy trước. Lão già này, vậy mà lại bắt đầu cướp đồ rồi. Ta đi dạy dỗ hắn một trận. Đám võ giả đang sợ hãi bỏ chạy khỏi thứ gì đó. Dưới đất đã xảy ra chuyện gì vậy? Chạy mau. Đám dây leo đang đuổi theo bọn họ. Một tên đã bị thứ đó đâm xuyên ngực. Mộc Tiêu. Dưới lòng đất này vậy mà lại phong ấn một cây mộc tiêu. Dương đại ca đi mau. Nó có thể hút cạn huyết nhục tinh hoa của người khác, nhanh chóng hồi phục chính mình. Chúng ta không phải đối thủ. Tiểu Thất lôi ra một chiếc xe. Đi mau. Đi, Tiểu Thất. Cẩn thận phía trước. Hai người đã bị mộc tiêu bao trùm xung quanh. Miên tung ra nguyệt nhận, cắt đám dây leo vây quanh. Sức mạnh khác là không thể nào hủy diệt hoàn toàn những dây leo này. Dương đại ca, dùng sức mạnh hỏa hệ. Tiểu Thất cùng linh thú thiêu đám mộc tiêu, Miên thì dùng hỏa chi kiếm khí. Chính là lúc này. Cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi. Tiểu Thất. Mộc tiêu rốt cuộc là gì vậy? Sản vật của thần mộc sau khi thông linh, có được thần trí của chính mình cực kỳ khó đối phó. Thuần mộc thuộc tính vốn đã đại diện cho sinh cơ và khôi phục, cứ cho là bị tổn thương, qua một khoảng thời gian nó cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Mộc tiêu đều có được thiên phú thần thông bất thường, cây này cũng không biết có sức mạnh thế nào nữa. Mộc tiêu có tốt có xấu. Cây này có lẽ là cực kỳ hung hiểm, cũng không biết đã bị phong ấn bao lâu rồi. Thực lực chắc chắn rất lợi hại, nếu không chúng ta căn bản không thể nào thoát được kiếp này. Mộc tiêu đáng sợ vậy sao? Đương nhiên, từng có đế tôn cảnh ngã xuống trong tay mộc tiêu đấy. Đến nay bị thả ra, chắc chắn sẽ lập tức muốn nuốt vào huyết nhục tinh hoa của chúng ta để khôi phục thực lực. Nguy rồi, tầng 2 này đã không an toàn nữa. Mặc dù không gian nơi này rất lớn, nhưng mà cũng sợ nếu như. Vậy phải làm sao? Quay về tầng 1 sao? Ngũ sắc bảo tháp chỉ có thể lên, không thể xuống, chúng ta không quay về tầng 1 được. Không bằng, đến tầng 3, không phải nói lần này chỉ mở tầng 1-2 thôi sao? Đi thử xem mà, lỡ như vận khí tốt thì sao? 3 ngày sau, tầng thứ 2, không được rồi, cột sáng cửa vào tầng thứ 3 này cho dù có bước vào cũng không dịch chuyển được. Xem ta đây, đế bảo. Cửu tinh phá cấm thoa này là bí bảo lúc trước Phong Di đã đưa ta, chuyên dùng để phá các loại cấm chế. Mặc dù dựa vào sức mạnh của ta không thể nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng nếu có sự giúp đỡ của Dương đại ca, có lẽ có thể phá được cấm chế ở đây. Tiến vào trước đã, ta truyền cho ngươi thủ pháp, lát nữa ngươi chỉ cần cùng với ta thực hiện thủ pháp đó là được. Cả hai cùng vận dụng thánh nguyên thôi động thủ pháp. Cửu tinh phá cấm thoa đang từ từ bay lên. Tiểu Thất hét lên một tiếng phá. Dương đại ca, chúng ta hình như đã đến tầng thứ 3 rồi, cũng không phải quá khó nhỉ. Nơi này mặc dù có chút giống tầng thứ 2, nhưng lực pháp tắc tàn dự vận chuyển xung quanh, hình như tập trung hơn rất nhiều. Dương đại ca, nếu như đã đến tầng thứ 3 rồi, vậy không thể để bỏ qua thứ tốt ở nơi này được. Chúng ta cùng nhau hành động hay là tách ra đây? Nếu như muốn an toàn, ta cảm thấy vẫn là cùng nhau hành động thì tốt hơn. Nhưng mà... Dương đại ca, huynh là không biết, điều tốt thật sự trong ngũ sắc bảo tháp là lực pháp tắc tàn phá và tinh cầu bản nguyên rời rạc trong thiên địa kia. Cái này lúc trước ta cũng đã từng nghe nói, nhưng mà ta vẫn luôn không nhìn thấy, đây là tại sao vậy? Bởi vì tầng 1-2 thật ra chẳng có bao nhiêu những thứ này, nhưng tầng 3 thì không giống vậy. Hơn nữa nơi này hiện giờ chỉ có hai chúng ta, căn bản không có ai tranh giành với chúng ta. Xem ra ý của cô là muốn tách ra hành động hả? Dù gì hai người đi với nhau, cho dù tìm thấy thứ tốt, cũng phải phân thành hai phần. Dương đại ca, không phải ta không muốn chia với huynh, chỉ là... Ta hiểu rồi, nếu như cô tự tin, vậy thì tách ra hành động đi. Vậy Dương đại ca nhất định phải cẩn thận, trong tầng thứ 3 có yêu thú đạo nguyên cảnh đấy. Cô cũng vậy. 3 ngày sau đó, Mên ngồi tu luyện cảm nhận pháp tắc. Sao lại thế này chứ? Những lưu quang này sau khi tiến nhập vào trong cơ thể ta, hoặc là do lực pháp tắc tàn phiến mang đến quá mức lớn mạnh, ta căn bản không kịp hấp thu toàn bộ. Nhưng chúng cũng không vì vậy mà biến mất, ngược lại tập trung về phía có huyền giới châu, tiến vào xem thử tình hình vậy. Lực pháp tắc từ ngũ sắc bảo tháp tiến vào, vậy mà lại giúp tiểu huyền giới hoàn thiện pháp tắc. Một khi pháp tắc của huyền giới châu hoàn thiện, vậy tiểu huyền giới chẳng phải có thể trở thành một thế giới thật sự rồi sao? Hiểu biết về lực pháp tắc đúng là có chút tăng lên, phảng phất hiểu được một chút thần kỳ của đạo nguyên cảnh rồi. Nhưng mà vẫn còn chưa đủ, hơn nữa tiểu huyền giới cũng không được thỏa mãn. Ai ở bên đó? Nguyệt nhận của Mên bay tới, một yêu thú đã xuất hiện. Thập nhất giai yêu thú. Mên thả bọ hung của mình ra chơi với nó. Hai con đang giao thủ, Mên nhẹ nhàng lách sang một bên tìm sơ hở. Chém tới hai đòn nguyệt nhận vào mặt con yêu thú. Bọ hung cũng tung ra hai kiếm chí mạng vào người nó, rồi dùng chiếc sừng húc thêm một cú. Làm không tồi, miễn phí nhặt được thập nhất giai yêu thú, ngày sau nếu như có thể luyện thành huyết thú. Đường ở tầng thứ 3 này thật là càng lúc càng dễ đi rồi. 3 ngày sau đó, không ngờ rằng thực lực của huyết thú mới này lại không bị hạ xuống hư vương cảnh, mà vẫn duy trì ở đạo nguyên cảnh. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, lực pháp tắc tàn phiến, ta đến đây. Mên tiến tới nơi có những luồng lưu quang dày đặc, nhiều như vậy. Nếu như có thể đem lưu quang ở nơi này hấp thu hết tất cả, lĩnh ngộ lực pháp tắc nhất định có thể tăng đến tầng cấp đạo nguyên cảnh. Dừng ở đây đi, ánh sáng phía trước giống như không quá ổn định vậy, mạo hiểm xông vào, chỉ sợ sẽ bị pháp tắc hỗn loạn đó chèn ép thành cho bụi. Mên từ từ hấp thụ những luồng lưu quang vào người. Thời gian trôi qua Mên đã hấp thụ được kha khá, quả nhiên. Sau khi hiểu rõ về lực pháp tắc, hư niệm tinh sẽ mang theo sức mạnh pháp tắc, trở nên càng sâu xa khó hiểu hơn. Ta hiện giờ không cần dùng sức mạnh không gian, cũng có thể dễ dàng mở ra một vết nứt không gian, mọi thứ đều nhờ lực pháp tắc này. Từ nay về sau, ta chỉ cần muốn là có thể dễ dàng điều động không gian pháp tắc này. Mặc dù, sức lực vẫn chưa quá mạnh, nhưng có thể làm đến mức này, ta đã rất vừa ý rồi. Vậy mà lại có người. Lẽ nào là Tiểu Thất? Không đúng, thân hình của người đó không quá giống Tiểu Thất, không phải cô ấy. Nhưng ở tầng thứ 3 này, chỉ có ta và Tiểu Thất. Chắc không phải giống như Mộc Tiêu, lão quái vật bị phong ấn ở nơi này chứ. Mên tiến tới nhìn rõ hơn cô ấy. Cô ta đang đột phá. Đúng rồi, cô ta có lẽ là võ giả đến từ Phong Lâm Thành, chỉ là không biết rốt cuộc cô ta dùng cách gì lại có thể tiến nhập vào tầng 3. Cột sáng cực lớn lúc trước, chắc rằng chính là do cô ta tụ tập mà đến, cũng chính là nói. Ta giống như đã giành lấy lợi ích của người ta rồi. Lỡ như sau khi cô ta phổ thăng muốn gây phiền phức với ta, nơi thị phi không nên ở lại lâu. Ngoan ngoãn đứng đó đừng cử động, nếu không ta cho ngươi biết tay. Nghĩ ta ngốc chắc. Hiện giờ không đi lẽ nào đợi đến khi còn đợi cô đột phá xong đến chém ta sao? Cô ta dùng một kích đánh thẳng về phía Mên. Mên quay lại dùng những nắm đấm tiếp đòn của cô ta. Nhưng đã bị đánh bay đi, này cũng mạnh quá đi. Chạy cũng nhanh lắm, kỳ lạ thật, gia hỏa này. Giống như không phải hư vương cảnh tầm thường, tiếp được một chiêu của ta không chỉ không sao hết, thậm chí còn mượn cỗ xung lực đó chạy thoát đi. Phong Lâm Thành nhỏ bé vậy mà lại có võ giả thế này sao? Người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Từ trạng thái lúc trước của cô ta, rõ ràng là vì thời khắc này mà chuẩn bị rất lâu. Chỉ sợ xác suất thành công không hề thấp. Dù gì qua vài ngày nữa cũng ra ngoài rồi, ta cố gắng tránh cô ta đi vậy. 3 ngày sau đó, liên tiếp 3 ngày, thu hoạch phong phú lắm. Chuyện gì vậy? Không cử động được nữa. Dưới chân Mên đã xuất hiện một trận pháp. Cưỡng chế dịch chuyển. Lẽ nào là ngũ sắc bảo tháp sắp đóng lại rồi, cho nên đưa võ giả còn sống chuyển dịch ra ngoài. Lát sau Mên và các võ giả đã được dịch chuyển trở lại quảng trường. Bình yên vô sự, tốt lắm. Ha ha ha, tâm trạng Tiêu đại nhân có vẻ không tồi nhỉ. Cũng bình thường thôi, Tăng huynh có ý kiến gì sao? Không dám. Nhưng mà, Phong Lâm Thành nhỏ bé này, vậy mà lại có nhiều võ giả có thể sống sót rời khỏi ngũ sắc bảo tháp như vậy. Đoạn thành chủ có phúc rồi nhé, chỉ dựa vào những người còn sống sót này, ngày sau cũng nhất định có thể vì Phong Lâm Thành gây dựng nên một bầu trời rộng lớn rồi. Phong đại nhân quá lời rồi, đều là nhờ phúc của các vị đại nhân. Cái gì? Lại có việc như vậy? Đóng cửa thành lại, những võ giả ở đây không được đi đâu hết, chúng ta phải đóng cửa đánh chó thôi. Một lớp kết giới đã bao vây tất cả mọi người lại. Đoạn Nguyên Sơn và mấy vị đế tôn cảnh muốn làm gì vậy? Mạc Tiểu Thất cũng không biết đi đâu rồi. Xem ra, đúng là có không ít kẻ đã trúng chiêu rồi. Tinh sứ đại nhân ngài. Hắn dính trưởng của Tiêu Vũ Dương ngã lăn ra đất. Đây là thứ gì vậy? Hình như là hạt giống thanh sắc. Lát sau thứ đó đã nổ tan trước mặt mọi người. Phát nổ rồi. Cao Tuyết Đỉnh cũng sử dụng bí pháp, có hình những tấm lưới nhện. Nhốt một số võ giả đang đứng bên dưới. Cô ta làm gì vậy? Ấy, hình như không phải chống đối chúng ta. Một tên trong đó miệng đột nhiên thổ huyết, Mộc Tiêu từ trong bụng hắn đang chui ra. trong chốc lát đã biến thành một cái cây với những sợi dây leo. Mộc tiêu, lại là mộc tiêu. Nên sử dụng luôn bất diệt ngũ hành kiếm, hỏa chi kiếm. Mộc tiêu đang điên cuồng tấn công võ giả xung quanh. Toàn bộ vận chuyển sức mạnh ngăn cản cho bổn tọa, đừng để mộc tiêu xâm nhập thể nội, nếu không các ngươi cũng sẽ bị hạ hết. Quả nhiên, như này hạt giống sẽ không thể xâm nhập được vào trong cơ thể. Cao Tuyết Đình sử dụng những đòn công kích ngăn chặn mộc tiêu. Thân cây cũng được hạ xuống. Hỏa chi kiếm của Mên đã cắt bay hết đám dây leo. Thời gian trôi qua. 2 ngày sau đó. Ta không sao, bên này giải quyết coi như xong rồi, không cần lo lắng. May mà lần này mấy vị đế tôn cảnh kia phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dương đại ca, thật xin lỗi, ta không biết thượng cổ mộc tiêu còn có thể lưu lại hạt giống, tiềm ẩn trong cơ thể võ giả. Việc này không trách người. Cùng lúc đó trong phủ thành chủ, lần này nếu không phải khuyển tử phát hiện việc mộc trùng ẩn nấp trong cơ thể đồng bạn và kịp thời thông báo, chỉ sợ toàn bộ Phong Lâm Thành đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có điều. Mấy vị đại nhân, mộc tiêu kia thật sự đã triệt để bị diệt trừ sao? Nếu ta nói đã diệt trừ triệt để, ngươi chắc chắn là không tin. Ý của đại nhân là mộc tiêu có rất nhiều chủng loại, năng lực thiên phú cũng có khác biệt. Mộc tiêu này xác thực vượt quá dự kiến của bổn tọa. Bổn tọa cũng không dám cam đoan nó có phải thật sự đã không còn tồn tại ở thế gian hay không. Có lẽ còn có một số mộc trùng ẩn nấp, chúng ta chưa thể phát giác. Lấy thủ đoạn của mấy vị đại nhân cũng không thể xác định. Mặc dù không thể xác định mộc tiêu đã chết hết chưa, nhưng tổn thất nhiều mộc trùng như thế, cho dù không chết hết, chỉ sợ cũng nguyên khí đại thương, muốn trong khoảng thời gian ngắn ra làm loạn e là không thể. Ngươi chỉ cần phân phó võ giả trong thành kiểm tra thân thể của mình cẩn thận hơn là có thể phòng tai họa không xảy ra. Cần tuân cao đại nhân chi mệnh. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, chúng ta còn có chút việc cần thương nghị. Đó. Tiêu đại nhân còn có chuyện gì, lại phải cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì mục tiêu kia? Tất nhiên không phải, chỉ là mục tiêu còn con, làm sao khiến bổn tọa coi trọng như vậy? Việc sau bổn tọa muốn trao đổi với các ngươi, chính là việc về Toái Tinh Hải. Toái Tinh Hải. Ý của Tiêu đại nhân là, lối vào của Toái Tinh Hải sắp mở ra. Không sai, có điều thời gian cụ thể, đại đế tạm thời còn không thể suy tính ra. Đại đế đã cho người đưa tin tới tông môn của các vị, ngoài ra, chúng ta đã có duyên hội tụ ở đây vậy thì cứ thương thảo đơn giản việc này một chút. Chư vị cũng đều biết, sở dĩ Toái Tinh Hải sinh ra, có quan hệ lớn với vị Phệ Thiên Đại Đế kia, lúc trước Phệ Thiên Đại Đế tung hoành thiên hạ, tùy tiện tự tại cỡ nào. Cuối cùng vẫn khiến cho người oán trách, thiên địa bất dung. Tiêu đại nhân, những tin tức giả thể nhân biết tới này, chúng ta không cần cho là thật. Đó là tất nhiên, võ giả tầng dưới biết đến nguyên nhân Phệ Thiên Đại Đế vẫn lạc là vì thiên địa bất dung, kỳ thật chuyện gì thực sự xảy ra, trong lòng mọi người đều rõ. Có điều, trận chiến kia, hoàn vũ vỡ nát, thiên địa biến sắc, Toái Tinh Hải cũng bởi vậy mà sinh ra, tự thành một giới. Phải biết, trong đó không ít sao trời vỡ vụn, càng nhiều bản nguyên tinh thần. Chỉ tiếc dung nạp cực hạn của Toái Tinh Hải là đạo nguyên cảnh, chúng ta không có phúc tiến vào, tùy tiện tiến vào bên trong sẽ khiến Toái Tinh Hải sụp đổ. Cũng vì nguyên nhân chính này, nhiều lần Toái Tinh Hải mở ra, đế tôn cảnh căn bản không được đi vào trong đó, nếu không phải như thế, chúng ta đã có nơi tốt đẹp rồi. Nếu cao sự muội có ý, cũng có thể đi vào thử một chút cơ duyên. Mệnh lệnh của đại đế đã rõ ràng, ta cũng không muốn bị đại đế ra tay đánh giết, nếu Phong sư huynh không coi mạng mình ra gì, thì có thể thử một lần. Dù chúng ta không thể tiến vào, nhưng môn hạ đệ tử lại có thể mang bản nguyên tinh thần từ đó ra, các ngươi cần gì phải lo lắng. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần giao bán, Thất Diệu Thương hội ta sẽ mua toàn bộ không tiếc giá nào. Ta cũng muốn nói vậy, Từ Nguyên Thương hội ta cũng coi như nghiệp lớn nhà lớn, mua chút bản nguyên tinh thần vẫn có thể tiếp nhận. Ha ha, bây giờ các ngươi thảo luận những việc này không thấy quá sớm sao? Toái Tinh Hải mở ra luôn là việc hưng thịnh của Nam vực ta, một khi tin tức truyền ra, người của Tam vực khác cũng đều sẽ chạy đến. Có điều số lượng người vào có hạn, bây giờ chúng ta cần thương thảo việc danh ngạch, xem tông môn nào có mấy người tiến vào. 10 ngày sau, bên trong tiểu huyền giới, từ lúc tiến vào tinh giới, có quá nhiều chuyện ta không hiểu được. Điển tịch kỳ quái này giúp ta rất nhiều. Có điều, nội dung cần tiêu hóa trong một thời gian ngắn quá nhiều. Vẫn còn nhiều như này, có chuyện để bận rộn rồi. Đúng rồi, mấy gốc thảo dược thu hoạch được ở trong bảo tháp ngũ sắc, suýt nữa quên mất phải trồng xuống rồi. Một ngày nào đó, sẽ lớn lên khỏe mạnh. Bình ngọc có được trong Thăng Long Đàn, Mặc dù lúc đó vẫn chưa nhìn kỹ rốt cuộc bên trong có thứ gì, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng miếng long lân hơi nóng lên trong lồng ngực. Cái nút gỗ trên bình ngọc đã tự bung ra. Vừa mở ra đã có thứ gì đó bay vụt lên không trung, muốn chạy. Đây là một chú rồng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Mên, Ấu Long. Mên chăm chú nhìn nó đang cuộn mình lại. Long huyết, chân long chi huyết. Bên trong vậy mà lại là chân long chi huyết. Có thể thấy bình ngọc này cũng không phải là vật bình thường gì. Trong bình ngọc cấm chế dày đặc, cũng đúng, dị bảo chỉ có duy nhất như thế này mới có thể trói buộc được một giọt long huyết. Có điều bây giờ mình cần dung hợp long huyết này sao? Không được, chuyện này không gấp được. Năm đó dùng hóa yêu quyết để dung hợp long lân lại khiến mình cực kỳ đau đớn. Vẫn nên suy xét tấn thăng đạo nguyên cảnh trước đi. Nửa tháng sau đó, Khang trưởng quỹ, Dương Đan Sư đến đấy hả? Dương Đan Sư, lần này vất vả cho ngươi rồi. Chỉ là chuyện đã ước định, Khang trưởng quỹ không cần để ý. Thân sắc của Khang trưởng quỹ có phải là có chuyện vui gì không? Ha ha, ngược lại không có. Có điều, hai đan sư mà tổng bộ phái đến, mấy ngày trước đã đến rồi. Xem ra ưu phiền trong lòng đã được giải quyết rồi. Vậy thì phải chúc mừng Khang trưởng quỹ rồi. Đương nhiên, nếu Dương Đan Sư có thể lưu lại tiếp tục luyện đan cho đan phường, thì lão hủ. Lần trước đồng ý với ngươi là bởi vì cũng cần đan phương mà thôi. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi, vậy thì tự nhiên ta cũng sẽ không đến luyện đan nữa. Như vậy đáng tiếc quá, thực ra dựa vào bản lĩnh của Dương Đan Sư, nếu như có thể chuyên chú vào luyện đan thuật thì sau này thành tựu chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn Hoàng Phủ Đại Sư đâu. Lão hù mạo muội hỏi một câu, có phải Dương Đan Sư cần các loại đan phương? Không sai, Khang trưởng quỹ có cách. Dương Đan Sư có đại ân với lão hủ, nếu lão hủ thật sự có đan phương thì tặng ngươi cũng có sao đâu. Khang trưởng quỹ không có đan phương, vậy tại sao? Mặc dù lão hủ không có, nhưng có một nơi có. Hơn nữa, nếu nơi đó là thật thì không chỉ có lượng lớn đan phương, có lẽ còn có truyền thừa của một vị luyện đan tông sư. Có ý gì? Không biết Dương Đan Sư đã nghe nói chưa? Công Tôn Mộc. Phòng của Khang tự nhiên. Ông nói, trong tay ông nắm giữ vị trí động phủ của luyện đan sư Công Tôn Mộc. Không sai, ông nói kỹ hơn cho ta nghe xem. Công Tôn Mộc, người này mấy ngày trước khi ta lật lại ghi chép đã nhìn thấy. Nhưng mà, bên trên không có miêu tả chi tiết, sao hắn lại biết được chứ? Dương Đan Sư chắc chắn biết được trong thập đại đế tôn, có một vị Diệu Đan Đại Đế luyện đan thuật đang phong tạo cực đúng không? Diệu Đan Đại Đế, Khang trưởng quỹ nói như vậy, Công Tôn Mộc có quan hệ gì với Diệu Đan Đại Đế sao? Công Tôn Mộc kia chính là một trong tam đại môn hạ đệ tử của Diệu Đan Đại Đế. Công Tôn Mộc là quan môn đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, cũng là vị có tuổi tác nhỏ nhất, Diệu Đan Đại Đế có vẻ vô cùng yêu thích hắn. Chỉ là, không biết Công Tôn Mộc đã đắc tội gì với Diệu Đan Đại Đế, 3.000 năm trước đã bị Đại Đế đuổi khỏi môn hạ. Cuối cùng ẩn cư ở trong Nam Thành, dẫn đến kết cục chết ở nơi đất khách quê người, thật rất bi thương mà. Công Tôn Mộc có lai lịch lớn như vậy, Khang trưởng quỹ sao lại xác định đó là động phủ của ông ta chứ? Vốn dĩ bí mật thế này, lão hủ không có tư cách biết được, lão hủ có thể khẳng định như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Năm đó khi Công Tôn Mộc bị đuổi khỏi môn hạ của Diệu Đan Đại Đế, bên người mang theo một người hầu. Người hầu đó chỉ phụ trách chăm sóc cuộc sống của ông ta, nhưng mà sau đó bị Công Tôn Mộc tính tình thay đổi đuổi đi rồi. Người hầu đó sau khi bị đuổi đi thì ẩn cư ở Nam Thành, cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường. Tiếc là, hơn 100 năm trước, gia tộc này chỉ còn lại một vị truyền nhân. Truyền nhân đó khi bị kẻ thù truy sát, đã được lão hủ cứu, vết thương của người đó khi ấy quá nghiêm trọng, căn bản không thể nào cứu chữa. Truyền nhân đó trước lúc chết, đã đem bí mật mà gia tộc truyền lại nói cho ta. Thì ra là vậy, nếu như nơi đó thật sự là động phủ của Công Tôn Mộc, vậy cũng nên đến một chuyến. Nhưng mà, quý thương hội nhân tài vô số, người có thực lực cao hơn ta rất nhiều, Khang trưởng quỹ vì sao lại tìm đến ta? Tổng bộ thương hội ta đúng là có vô số đạo nguyên cảnh cường giả, mời bọn họ đi cùng tính an toàn đúng là cao hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì như vậy, những đồ tốt trong đó sợ là lão hủ đến nước canh cũng chẳng được uống. Cho nên lão hủ mới tự mình tìm đến cậu để chia sẻ bí mật này, điểm này mong Dương Đan Sư hiểu cho. Nỗi lo của Khang trưởng quỹ ta đã hiểu, Dương Đan Sư có thể hiểu được đúng là may mắn của lão hủ, không biết ý của Dương Đan Sư là. Nếu như liên quan đến vị luyện đan đại sư Công Tôn Mộc kia, ta đương nhiên rất động lòng rồi. Nếu là vậy, vậy thì cứ quyết định như vậy, nhưng mà lão hủ còn có một việc muốn thỉnh cầu. Khang trưởng quỹ mời nói. Nếu như trong động phủ, còn lưu lại đạo nguyên đan, lão hủ cần ưu tiên lấy trước một viên. Việc này không vấn đề. Tốt, nhưng mà Dương Đan Sư yên tâm, tất cả những thứ liên quan đến luyện đan đều sẽ thuộc về Dương Đan Sư. Còn về những thứ khác, cậu và ta đến lúc đó lại thương lượng phân chia. Không vấn đề, vậy chúng ta lúc nào thì lên đường? 1 tháng sau đi, lão hủ đợi Dương Đan Sư ở đan phường. Đúng rồi, thành chủ đại nhân sẽ tổ chức một buổi đấu giá, để các võ giả kiếm được lợi ích từ trong ngũ sắc bảo tháp có thể chia sẻ với nhau. Nói không chừng ở trong buổi đấu giá này, lão hủ còn có thể nhìn thấy đạo nguyên quả. Đạo nguyên quả, nói đến đạo nguyên quả, lại khiến ta nhớ đến việc mà Trương Cao Hiên đã nhờ. Dương Đan Sư đến nay cũng đã là phản hư cảnh tầng 3 rồi, sợ là cũng nên chuẩn bị trước đạo nguyên đan rồi nhỉ. Không biết Dương Đan Sư có hứng thú đi cùng không? Nếu như có thời gian, vậy sẽ đến xem náo nhiệt. Nhưng mà, ta hiện giờ còn có việc quan trọng hơn, cần phải đi hoàn thành. Cảnh chuyển tới trang viên Trương gia, có lẽ chính là nơi này. Có người ở đây không? Mên vừa lên tiếng, đã có 2 luồng trưởng pháp tấn công tới. Mên dễ dàng cản lại. 2 người họ thấy thực lực Mên rất mạnh, có chút lo lắng. Nhưng vẫn lao tới tấn công. Nơi này có phải Trương gia không? Trương gia xảy ra chuyện gì vậy? Cần gì biết rõ còn hỏi. Muốn giết thì giết, không cần nhiều lời. Con người ngươi thật lằng nhằng, nếu như đến làm việc cho Lục gia, cần gì phải đóng giả nữa chứ? Mên bị ông ta nhổ nước miếng lên giày. 2 vị sợ là đã có chút hiểu lầm, ta không biết Lục Bách Xuyên gì hết. Chỉ vì các người đột nhiên ra tay đánh lén, ta mới đánh trả thôi. Nếu ngươi không biết lão tặc Lục Bách Xuyên kia, vì sao lại đến Trương gia ta? Thái tổ mẫu, đừng loạn động, ngươi vậy mà lại không biết Lục Bách Xuyên lão tặc đó. Vì sao lại đến Trương gia ta? Hư vương nhất tầng cảnh. Chỉ toàn nữ tử một sắc xanh, đừng lên tiếng. Người đó là ai thế? Thái tổ mẫu đáng sợ quá. Hình như nam nhân trong gia tộc này ngoài 2 người béo gầy ra, thì giống như toàn bộ đều chết sạch rồi. Hơn nữa, thánh nguyên trong cơ thể của bà lão này có hơi rối loạn, chắc gần đây đã động thủ với người khác thương đến căn cơ. Tại hạ Dương Khai, bái kiến lão phu nhân, dám hỏi nơi đây có phải là Trương gia không? Không sai, đây chính là Trương gia. Là Trương gia thì tốt, vậy tại sao ta vừa đến đây thì đã tấn công ta? Vậy thì còn phải xem ngươi đến đây là vì làm việc cho ai rồi. Trước đây ngươi nói ngươi không quen lão tặc Lục Bách Xuyên đó, chưa từng nghe nó đến. Các hạ tu vi cao thâm, nếu thật sự là do Lục Bách Xuyên mời đến, sợ là không phí lời với ta rồi. Lão thân tin tưởng ngươi, chỉ là không biết các hạ rốt cuộc đến Trương gia là vì gì. Ta đến đây là được người khác nhờ vả, lão phu nhân mời xem. Hồ nghi. Bà ấy vừa cầm vào chiếc nhẫn đã thổ huyết. Đại tổ mẫu. Không sao, dám hỏi tiểu huynh đệ, nhẫn không gian này, ngươi có được từ trong tay ai? Mên nói rõ cho bà ấy nghe. Mệnh mà, mặc dù lão thân đã sớm có dự liệu, nhưng không ngờ được, sự tình thực sự lại như vậy. Khách quý đến nhà, lão thân thất lễ rồi, xin vào trong nói chuyện. Cũng được, ta còn có chút đồ đưa cho các ngươi. Tiểu huynh đệ, trước đó đã hiểu nhầm rồi, xin đừng trách. Không sao, lão phu nhân kìm chế đau buồn. Ngươi vừa nói vẫn còn đồ giao cho chúng ta sao, không biết là thứ gì thế? Cái này. Trương gia chủ trước lúc lâm chung đã lưu lại một số tin tức bằng thần niệm ở trong này. Lão phu nhân xin xem qua là biết. Cung A, bình tĩnh. Quả nhiên là Lục Bách Xuyên, tên lão tặc đó hạ độc thủ với phu quân. Mẫu thân đại nhân, ta muốn đi báo thù cho phu quân. Thù, đương nhiên phải báo. Nhưng ngươi có bản lĩnh đó không? Cho dù là chết, cũng phải cắn được huyết nhục của lão tặc đó. Nói hay lắm. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi muốn chết cũng không được, lại còn bị sỉ nhục. Dám hỏi lão phu nhân, gia tộc ngoài Trương huynh đã gặp bất hạnh trong bảo tháp ngũ sắc gia, thì còn chuyện gì nữa sao? Để cho tiểu huynh đệ nhìn ra rồi, gia môn bất hạnh mà. Giao tình giữa Trương gia ta và Lục gia vẫn luôn không tệ. Lão tổ tông của 2 nhà năm đó cùng đến Phong Lâm Thành gây dựng cơ nghiệp, cũng coi như là thế giao mấy đời rồi. Lần này vào bảo tháp ngũ sắc là gia chủ 2 nhà dẫn con trai nối dõi cùng tiến vào trong. Kết quả con trai nối dõi của Trương gia đi không trở về, con trai ta Cao Hiên cũng không rõ tung tích. Lục Bách Xuyên đó cũng thay đổi thái độ, chèn ép Trương gia chúng ta. Muốn con trai hắn lấy cháu gái của ta Nhược Tích làm vợ. Thì ra, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Lục gia. Lục Bách Xuyên, ngay cả huynh đệ của mình mà cũng hạ thủ được. Thủ đoạn thôn tính thường dùng giữa các gia tộc thôi. Nam đinh Lục gia không còn nhiều, kết thông gia sẽ có ý bị Trương gia chiếm đoạt. Có điều, Trương Lục hai gia tộc đã giao hảo mấy trăm năm, sao lại đột nhiên lật mặt ở đời này? Lão phu nhân, các ngươi nếu đã xem xong tin tức trong ngọc giản, vậy thì ước định giữa ta và Trương gia các ngươi chắc cũng đã biết rồi. Cao Hiên đã nói rất rõ ràng, rồi tiểu huynh đệ đáp ứng ba thỉnh cầu của Trương gia trong khả năng của mình. Hơn nữa sau khi đạo nguyên quả luyện chế thành đan sẽ cho Trương gia ta một viên đạo nguyên an. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, về chuyện đạo nguyên quả trên thế gian này chỉ có 4 người chúng ta biết. Tiểu huynh đệ có thể thực hiện ước hẹn đến Trương gia ta, lão thân đã cảm kích muôn phần, tự sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa. Có thể được thể thì tốt. Tiểu huynh đệ, nếu như không chê, thì nấn ná lại Trương gia vài ngày. Cũng để cho lão thân làm tốt vai trò chủ nhà. Cũng được, bây giờ Trương gia gặp phải nguy hiểm, nếu như mình đi mất, thì sợ là Lục Bách Xuyên sẽ dẫn người đến chém giết. Ngược lại không bằng nhân lúc này, để cho bọn họ đưa ra yêu cầu. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động. Tiếng gì thế? Giống như tiếng gióng trống khua chiêng. Lục Bách Xuyên, tên này ức hiếp người quá đáng. Đừng sợ, Thái Tổ Mẫu ở đây, Lục gia muốn cướp con, Thái Tổ Mẫu sẽ không đồng ý đâu. Thái Tổ Mẫu, nếu như Nhã Tích có thể giúp gia tộc thoát kiếp tiêu diệt, vậy thì để Nhã Tích đi đi. Nói linh tinh gì vậy? Phụ huynh con đều chết trong tay người Lục gia, thù của Lục gia và Trương gia ta không đội trời chung, Thái Tổ Mẫu sao có thể đẩy con vào biển lửa chứ? Con yên tâm, Thái Tổ Mẫu hôm nay nhất định sẽ bảo vệ bình an cho con. Thánh Vương cảnh tầng 1, đến phản hư cảnh cũng chưa đạt đến, tu vi thấp đến đáng thương, hơn nữa dung mạo cũng không phải xuất chúng, Lục gia vì sao lại muốn cô ta chứ? Tiểu huynh đệ, lão thân có điều muốn cầu xin. Cảnh giới tu vi của Lục Bách Xuyên kia tương đương với cậu, nếu thật sự phải đối đầu, không có lợi ích gì với cậu hết. Lão thân không cầu xin cậu giết chết được kẻ này báo thù huyết hận cho Trương gia ta, chỉ muốn mời cậu ra mặt, bảo vệ bình an lần này cho Trương gia ta. Đây coi như là một thỉnh cầu. Đúng vậy. Thỉnh cầu này, ta có thể đáp ứng. Nhưng mà lão phu nhân, ta lần này vừa hay ở Trương gia, có thể bảo vệ bình an cho các người một lần, nhưng nếu lần sau ta không ở Trương gia thì sao? Lỡ như Lục gia lại cho người đến gây rối, các người phải làm thế nào đây? Chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy thôi. Lão phu nhân không nghĩ đến diệt cỏ tận gốc sao? Diệt cỏ tận gốc? Tiểu huynh đệ có nắm chắc không? Lục gia người động thế mạnh, không phải chỉ có một mình Lục Bách Xuyên đâu. Có thể thử xem. Nếu thật sự có thể làm vậy, vậy trên dưới Trương gia đều sẽ coi tiểu huynh đệ là ân nhân. Sớm tối thắp một tuần hương, sáng chiều dập đầu 3 lần, cầu xin trời cao bảo vệ cho tiểu huynh đệ một đời bình an. Vậy thì không cần. Nhưng mà chúng ta phải bàn lại điều kiện từ đầu mới được. Điều kiện? Không biết tiểu huynh đệ muốn gì. Trương gia ta sợ là không có thứ gì có thể lọt vào pháp nhãn của cậu. Lão phu nhân hiểu lầm rồi, ta không cần gì hết. Chỉ là ta không thích bị ước định gò bó. Thế này đi, ta nếu như thật sự có thể diệt trừ Lục gia, vậy ước định lúc trước của ta và Trương huynh coi như đã hoàn thành. Thế nào hả? Ý của tiểu huynh đệ là, hoặc là lần này ta bảo vệ bình an cho các người, coi như hoàn thành một yêu cầu của các người. Hoặc là ta thay các người báo thù huyết hận, coi như đã thực hiện cả 3 yêu cầu, các người tự mình lựa chọn đi. Lão thân đương nhiên là lựa chọn cách thứ hai, nếu tiểu huynh đệ thật có thể thay Trương gia báo thù huyết hận, ngày sau cũng không cần làm phiền đến cậu nữa, có thể coi như cậu đã hoàn thành ước định với Cao Hiên rồi, không chỉ vậy, lão thân sẽ còn cảm tạ thêm. Được, vậy một lời đã định, các người cứ đợi tin tức đi. Tiểu huynh đệ, thiếp thân lược trận giúp cậu, mau, đỡ ta ra ngoài xem. Ngoài trang viên Trương gia, tiểu bối, lão phu hôm nay là đến nghênh thân, cho nên không so đo với ngươi, để Trình bá mẫu ra đây nói chuyện. Ngươi còn có mặt mũi gọi Trình bá mẫu? Lục Bách Xuyên, lão tử hôm nay coi như đã được mở mang thêm rồi, giờ mới biết ra mặt Lục gia các ngươi còn dày hơn cả tường thành, bội phục. Tiểu bối muốn chết. Ngươi tự xưng lão tử ở trước mặt ai hả? Không biết lớn bé. Lục Bách Xuyên, lão tử hôm nay cho dù phải chết, cũng sẽ không để yên cho ngươi. Tự bạo, ở trước mặt lão phu, còn muốn tự bạo. Thôi vậy, hôm nay đã là ngày đại hỷ của Đào Nhi, vậy thì cũng cần thêm chút hỷ sắc, tiểu tử, nạp mạng ra đây. Miên đã tiến tới cản lại chiêu của Lục Bách Xuyên. Trương gia từ lúc nào lại có một hư vương cảnh tầng 3 vậy chứ? Các hạ là người nào? Ngươi hình như không phải người Trương gia đúng không? Không phải. Vậy ngươi là người nào? Vì sao lại quản việc của Trương gia? Bởi vì một số nguyên nhân, việc của Trương gia đến nay chính là việc của ta. Bằng hữu đây là có ý gì? Nếu như muốn quản việc của Trương gia, cũng nên nói ra nguyên do chứ. Hơn nữa, lão phu hôm nay là đến nghênh thân, không hề muốn làm khó Trương gia, bằng hữu có phải đã hiểu lầm gì không? Vị tiểu huynh đệ này đã mang về di ngôn trước lúc lâm chung của gia phụ. Lục Bách Xuyên, ngươi đừng hòng hoa ngôn xảo ngữ nữa, ngươi còn muốn giảo biện. Ngươi đã nhìn thấy Trương huynh ở trong Ngũ Sắc Bảo Tháp. Là gặp qua, nhưng mà ngươi vui mừng như vậy làm gì? He he, có phải đã nghĩ đến điều gì không? Nếu là vậy, vậy thứ đó chẳng phải ở trên người ngươi sao? Quả nhiên ngươi đã nghĩ đến, không sai, thứ đó ở trên người ta, ngươi muốn thế nào? Xem ra, ngươi là vì thứ đó mới ra tay với Trương huynh. Hừ, cứ cho không có thứ đó, ta cũng sẽ ra tay. Nhưng mà đây là việc giữa hai nhà Lục Trương chúng ta, đến nay thứ đó nếu đã ở trong tay ngươi, Lục mỗ lại có vài lời muốn nói với bằng hữu. Lời gì? Nạp mạng ra đi.